Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm có thể thâu tóm quyền lực và siết chặt tự do dân sự. Ngày 21 tháng 7, BBC tiếng Việt bình luận ông Tô Lâm có thể tăng cường thâu tóm quyền lực. Đây là nhận định của một hãng tin quốc tế. Sau khi ông Trọng qua đời, giới quan sát cho rằng cạnh tranh quyền lực trong đảng sẽ gia tăng mạnh mẽ. Hình ảnh bài trên BBC. Theo BBC, trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí Thư là người đứng đầu đảng và Thường trực Ban Bí Thư có vị trí và nhiệm vụ tương đương với một Phó Tổng Bí Thư. Nghĩa là khi Tổng Bí Thư không thể điều hành đảng thì Thường trực Ban Bí Thư sẽ tạm thay và làm quyền Tổng Bí Thư. Thế nhưng, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên thủ quốc gia, lại là người được giao trọng trách điều hành đảng khi sức khỏe của ông Trọng không thể đảm đương trọng trách, chứ không phải là Thường trực Ban Bí Thư Lương Cường. BBC dẫn nhận định của giáo sư Carl Thayer từ Úc cho rằng cấp bậc không chỉ ở chức vụ mà còn thể hiện rằng ông Tô Lâm là một trong ba người gồm Tổng Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tô Lâm đã có ít nhất là một nhiệm kỳ trọn vẹn tại Bộ Chính trị. BBC cũng dẫn nhận xét của giáo sư Alexander Vuvin từ Hoa Kỳ nói rằng ông Trọng liên tục không thể bổ nhiệm những người thân tín vào vị trí kế nhiệm. Bằng chứng là Tổng Trọng đã phải sử dụng lựa chọn tối hậu tại Đại hội Đảng 13 vào năm 2021, phá vỡ điều lệ đảng và tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba khi người thân tín của ông Trần Quốc Vượng không nhận được sự ủng hộ của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. Hệ thống chính trị đã không có sự chuẩn bị trong trường hợp ông Trọng qua đời và Chủ tịch nước Tô Lâm gần như vẫn là lựa chọn mặc định của hệ thống trong trường hợp này, ông Vu Vinh giải thích. Giáo sư Carl Thayer nhận định sẽ có rất ít thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại lẫn đối nội bởi Việt Nam đang chuẩn bị cho đại hội đảng lần tiếp theo và ông Tô Lâm là người học Việt. Nhưng ông Thayer cảnh báo các quyền tự do dân sự có thể bị siết chặt hơn nữa nếu ông Tô Lâm trở thành người quyền lực nhất ở Việt Nam và không có cơ chế kiểm soát và cân bằng thì sẽ không tốt cho Việt Nam và làm xói mòn chuẩn mực về tập trung dân chủ. Giáo sư Vu Vinh so sánh, trong khi ông Trọng là một người đi dây lão luyện, nhưng cũng là nhà tư tưởng cộng sản kiên định đối với một số nguyên tắc mà bản thân ông đã tôn thờ, thì ông Tô Lâm là một người theo chủ nghĩa thực dụng. Chuyên gia này cho rằng, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục chiến dịch đốt lò nếu điều này trao cho ông một công cụ chính trị uy quyền hơn và cũng sẽ tiếp tục nền ngoại giao cây tre cho đến khi nào bối cảnh quốc tế mang đến lý do thuyết phục khiến ông ấy thay đổi cách tiếp cận đó. Hình ảnh biếm họa Bộ trưởng Tô Lâm và bữa tiệc bò giác vàng tai tiếng. Phát triển kinh tế là một trong những ưu tiên của ông Tô Lâm, nhưng chỉ đóng vai trò phụ trợ trong nhu cầu củng cố quyền lực của mình. Giới đầu tư có thể đặt cược vào giới lãnh đạo coi lĩnh vực doanh nghiệp là ưu tiên, nhưng họ nên biết ai mới nắm thực quyền trong quốc gia này, ông Vu Vinh nói thêm. BBC cũng cho biết, về lý thuyết, ông Tô Lâm có thể đảm nhiệm cả hai vai trò, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư cho đến đại hội đảng vào đầu năm 2026 khi tất cả các vị trí cấp cao được xác định cho một nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Nhưng ông Tô Lâm có thể phải đối mặt với sự phản đối nội bộ, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kế nhiệm. BBC dẫn nhận định của hãng tin quốc tế cho rằng ông Tô Lâm dường như đã duy trì quyền kiểm soát gián tiếp đối với Bộ Công an, hiện do ông Lương Tam Quang, người cùng quê Hưng Yên và được cho là thân cận với ông, lãnh đạo. Ông là nhân vật trung tâm trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Trọng, thường được gọi là chiến dịch đốt lò. Theo hãng tin này, việc ông Lâm có khả năng tiếp cận thông tin tình báo và thông tin nhạy cảm cũng đồng nghĩa với việc các nhân vật khác lo sợ ông. Các nhà ngoại giao phương Tây thường hạ giọng hoặc không nêu tên ông Lâm trong các cuộc họp riêng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô Lâm có thể sẽ thâu tóm quyền lực và siết chặt tự do dân sự. Bi kịch Nguyễn Phú Trọng. Ngày 20 tháng 7, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận của nhà văn Phạm Đình Trọng với tựa đề Bi kịch. Thời báo.d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Cuộc đời ông là một bi kịch lớn. Ở ông còn giữ được nhiều đức tính tốt đẹp của người nông dân Việt Nam truyền thống, cả tin, hồn nhiên, thật thà, có ý chí mạnh mẽ thực hiện niềm tin. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Thật thà cả tin, ông mới gửi lòng tin son sắt vào học thuyết cộng sản, cả tin vào xã hội chủ nghĩa, mê mẩn kỳ vọng vào thiên đường cộng sản chủ nghĩa đầy huyễn hoặc, viển vông, lầm lạc, giả dối và độc ác. Với bản tính thật thà, dù ở cương vị dẫn dắt người dân đang đau khổ, chán nản, tuyệt vọng trên con đường trần ai xây dựng chủ nghĩa xã hội, ông vẫn hồn nhiên công khai thú nhận với dân rằng đến hết thế kỷ này, cả trăm năm nữa cũng không biết đã có chủ nghĩa xã hội hay chưa.
Sắt đá gửi lòng tin vào chủ nghĩa xã hội, ông liên tục đi thuyết giảng cho cán bộ, cho dân chúng về chủ nghĩa xã hội mà ông đinh ninh rằng nhân đạo, nhân văn nhất trong lịch sử loài người. Ông hối hả miệt mài viết hết tập sách đồ sộ này đến tập sách đồ sộ khác, khẳng định giá trị vĩnh hằng của chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự tài tình, đúng đắn, sáng suốt và công lao vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc, với lịch sử Việt Nam. Gửi niềm tin vào cái viển vông sai trái, lầm lạc và mang ý chí mạnh mẽ, quyết liệt, thực hiện niềm tin lầm lạc là một bi kịch quá lớn trong cuộc đời khá phẳng lặng của ông. Hình ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người thông minh, có trí tuệ sâu rộng, không thể u mê gửi lòng tin nhầm chỗ, không có đủ trí tuệ mẫn tiệp, lại thiếu từng trải cuộc đời. Ông vẫn khư khư ôm ấp học thuyết cộng sản đã được thực tế xã hội loài người chứng minh là một sai lầm, một thảm họa khủng khiếp, một tội ác mang rợ chống lại loài người và đã bị thực tế cuộc sống vứt vào sọt rác lịch sử. Lòng tin lầm lạc của ông đã chỉ ra trí tuệ hạn hẹp, sự minh mẫn thiếu vắng và tài năng khiêm nhường của ông. Trí tuệ hạn hẹp và tài năng khiêm nhường như vậy mà ông lại có quyền lực tột đỉnh, dẫn dắt muôn dân, có tầm ảnh hưởng bao trùm cả đất nước. Đó cũng là một đại bi kịch. Bi kịch của ông không phải chỉ là bi kịch cá nhân, là người đứng đầu bộ máy quyền lực nhà nước, chịu trách nhiệm lịch sử dẫn dắt cả đất nước, cả dân tộc. Bi kịch của ông cũng là bi kịch của cả đất nước Việt Nam oan nghiệt, bi kịch của cả dân tộc Việt Nam khốn khổ. Chủ nghĩa xã hội đã tạo ra những người có quyền lực không giới hạn, khi sống là những ông hoàng hưởng thụ, đến bữa ăn chỉ cần há mồm ra cho người hầu đút miếng thịt bò giác vàng vào tận miệng. Khi chết, như ông quan cộng sản bự Trần Đại Quang, có mã to đền lớn trên 6 hecta đất bờ sôi ruộng mật của dân. Hình ảnh một người cộng sản vô thần nhưng lại được lập bàn thờ theo nghi thức Phật giáo Mật Tông. Cả đời tin vào học thuyết cộng sản, tưởng là xóa bỏ mọi bất công, không còn mảy may nghịch cảnh. Cho đến tận lúc sắp rời bỏ cuộc sống, dường như ông mới nhận ra sự bất ổn trong niềm tin bền bỉ của ông. Quan chức cộng sản mà lại đua nhau cướp đất sống của dân, xây mồ to mã lớn đến vài hecta thì bất công lớn quá, nghịch cảnh đau lòng quá. Ông đã tha thiết căn dặn vợ con, tôi không phải là quan chức khi sống dành ở nhà to, khi chết dành đất của dân xây lăng mộ. Khi tôi chết đưa tôi về chôn ở đất quê nhà Đông Hội, Đông Anh, đừng dành đất của dân xây lăng mộ cho tôi. Cả đời ông tất bật đi gieo truyền niềm tin vào chủ nghĩa xã hội tệ hại. Cả đời ông hì hục viết sách, răn dạy những điều lầm lạc. Đến tận lúc từ giã cuộc đời, ông mới nói được lời đúng đắn, đừng dành đất của dân xây lăng mộ cho tôi. Đó là những chữ vàng ghi nhận sự có mặt của ông trong cuộc đời, là lời răn dạy đúng đắn, nghiêm khắc và cần thiết của ông với đám quan chức cộng sản lớp sau ông, với những kẻ đang cố bon chen trên con đường công danh, chỉ nhằm khi sống có nhà to, khi chết có mã lớn. Ông là Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2024, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, mất ngày 19 tháng 7 năm 2024, trong quãng đời 80 năm. Ông đã tạo ra bi kịch xót xa cho chính cuộc đời ông và mang bi kịch đau thương đến cho cả muôn dân Việt Nam. Ông mất rồi, bi kịch của cuộc đời ông đã dừng lại, nhưng bi kịch của người dân Việt Nam thì vẫn còn đó. Vĩnh biệt ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Bi kịch Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d.